Nó lỏng ra tí nha, nhưng mà có đầy xíu. Thank you.
Mặt con viêm quá trời này hả? Nguyên cục viêm luôn. Chịu khó chút nha con. Nhìn nhẹ ở đây cho cô. Thì con ít uống nước hả Phát? Con thấy con bị khô mo gì à? Khô nứt mo luôn nè. Nhớ uống nhiều nước vô nha. Vệ sinh da kỹ, uống nhiều nước vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.